Thành Long tiết lộ lý do không thích bị so sánh với Lý Tiểu Long. Là ngôi sao võ thuật có sức hút hàng đầu thế giới, đã có lúc Thành Long được người ta so sánh với Lý Tiểu Long, tuy nhiên nam diễn viên lại không thích điều này. Mới đây, ngôi sao võ thuật Thành Long xuất hiện trên show giải trí lớp học vô hạn siêu Việt với tư cách ban giám khảo. Ông đã chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, ra nước ngoài quay phim với nhiều diễn viên trẻ. Ngoài ra, theo HK0, Thành Long cũng cho biết không thích bị so sánh với Lý Tiểu Long. Ông cho rằng nhận xét ai tài hơn ai, ai thành công hơn ai là khập khiễng vì mỗi người đều có thế mạnh riêng. Có người bảo tôi là số 1, Lý Tiểu Long là số 2, nhưng tôi sao có thể so kè với anh ấy. Tôi không phải là số 1 hay số 2, Lý Tiểu Long cũng vậy. Chúng tôi là duy nhất, tài tử Hồng Kông nói. Lý Tiểu Long, tên tiếng Anh là Bruce Lee, 1940-1973, là diễn viên, võ sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa. Ông là người sáng tạo ra bộ môn triệt quyền đạo và từng được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Ông là diễn viên châu Á đầu tiên được gắn tên trên đại lộ danh vọng của Hollywood. Với tài năng và lòng nhiệt huyết của mình, Lý Tiểu Long để lại cho người hâm mộ nhiều khoảnh khắc võ thuật được lịch sử điện ảnh mãi ghi nhớ. Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, Thành Long đã mô phỏng Lý Tiểu Long nhưng không nhận được sự chú ý. Anh bắt đầu tạo dựng phong cách hành động võ thuật hài hước và được khán giả châu Á công nhận. Nhưng thị trường Âu Mỹ vẫn không đón nhận. Những năm đầu thập niên 1980, Thành Long đến Hollywood đóng phim, trên cơ bản anh không phải được tất cả mọi người công nhận. Họ cho rằng động tác của anh quá nhanh, quá nhiều, không có sức mạnh, khán giả xem không rõ. Sau thất bại đầu tiên ở Hollywood, Thành Long trở về thị trường châu Á, chuyên tâm làm phim hành động hài hước của mình, anh và đội ngũ làm phim Hồng Kông, Trung Quốc. Đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt đưa thể loại phim hành động, võ thuật hài hước trở thành những bộ phim đỉnh cao trên màn bạc thế giới. Thành Long sinh năm 1954 được mệnh danh là vua Kung Fu của dòng phim hành động, võ thuật hài hước Trung Quốc. Ông gây chú ý qua các bộ phim Kẻ Ngoại Tộc, Giờ Cao Điểm, Rồng Bất Tử, Túy Quyền, Câu Chuyện Cảnh Sát. Ngoài tài năng võ thuật, ngôi sao phim Túy Quyền còn được biết đến là một đạo diễn, nhà sản xuất, người chỉ đạo võ thuật cho các dự án phim ảnh lớn. Năm 2016, sao võ thuật Thành Long nhận giải Oscar thành tựu trọn đời do Viện Hàn Lâm Mỹ trao tặng. Đây là danh hiệu Oscar đầu tiên của Thành Long trong sự nghiệp điện ảnh đồng thời, anh cũng là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên nhận giải Oscar. Theo Sohu, ngôi sao sinh năm 1954 đã thực hiện hơn 200 bộ phim, gặp vô số tai nạn nguy hiểm trên phim trường. Gần chạm ngưỡng 70 tuổi, Thành Long vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ông đóng phim, dự sự kiện thương mại, đầu tư sản xuất phim, tham gia giảng dạy diễn xuất và hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Quốc Tiệp, T.H.